55, 55 có 3, số 9 có 4. Rồi gọi 95 lớn. Là sao ấy? Đúng rồi gọi 31, 31 có 1, 22, 22 có 2, 55, 55 có 3, số 9 có 4. Rồi gọi 954, đúng rồi gọi 31, 21 có 1, 47, 47 có 2, số 9 có 3, 12, 12 có 4. À, anh cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh trai luôn tặng cho anh trai một con gấu luôn dự trữ đi ra thi. Rồi, ở đây thêm một người nữa phải không? Rồi, ở đây phụng giò cho, ở đây phụng giò cho. Quên để phụng giò cho nhanh nha. Để trong loại 954 và đúng loại 31. Có 1. 54. Không có. Em ơi, ra đây chị nói nghe nè. Em ra đây, em ra đây, em ra đây chị nói nghe nè. Cầm tờ giấy nè, bốn số hàng ngang em mới đọc giải, còn bốn số tùm lum là không có đọc giải, em hiểu không? À, không sao đâu, em cứ cầm cái này đem ra bưu điện nói tên chị người ta cho nhận nha. Rồi chị cảm ơn em nha. Vâng ạ. Dạ. Và bây giờ chúng ta giảm tới là cầm loại mua 40.000 đồng, chúng ta sẽ được chia đều hay là bốc thăm đây ạ? Chia đều nha. Dạ, chúng ta chia đều ha. 2, 4, 6, 7 người, 2, 4, 6, 7 chủ nhân ạ. Mỗi người được 750.000 đồng ạ. Và mỗi người được một cái bên chờ của nha khoa Sài Gòn Âm Đức và bớt 50% khi làm toàn xứ ạ. Rồi tặng cho mọi người. Và mỗi người được một cái bao lì xì đỏ của Vương Nam, thật là may mắn nữa ạ. Rồi Phụng cảm ơn nhiều nha. Ủng hộ cho Phụng cho lời sang nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với dòng loại 40.000 đồng. Vẫn là 40.000 đồng, chúng ta sẽ được chọn qua đó là một chị chàng BNG ạ. Dạ đúng vậy. Nếu mà trong chương trình ngày hôm nay quý vị một lát được gì vô lao của quý vị, quý vị đi vô bên cánh tay trái này, những cái đại chúng ta sẽ nhìn quý vị vô bên đó, đặc biệt là bên đây đại hạng nhạc họ nước hoàn toàn không lấy phí quý vị. Và sau đó cũng mong quý vị nhất tham gia tham dự dùng lần này là cho một chị vàng tại chương trình của Việt Nam được lợi vé 40.000 đồng. Và sau đây cũng cảm ơn và những ba người đã hỗ trợ dàn dựng qua âm thanh vừa rồi, dàn nhạc đã dựng dựng lại được rồi, và cảm ơn tất cả quý khán giả. Và bây giờ thì em giới thiệu tiếp một cái tiếng Việt lệ. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị mới mắt về sân khấu để cùng chào đón một chàng võ ca thật là nồng nhiệt cho đón tiếng hát của Nam Thiên Lực Thiên Minh, thưa quý vị. Vâng, và không để sân khấu lắng động, Thiên Minh xin gửi quý vị một bài hát của nhạc sĩ Quân Hiên Nam, bài hát mang tên Ai. Không khí mùa xuân nó tràn ấp về ở đây, ta nói nó đập vô mặt bình bình luôn.
đó thì mong là mọi người ở gần cũng như ở xa ghé qua đây ủng hộ cho tất cả các tiểu thương ở đây, cũng như là gian hàng có viên chim của Bội Nhi lúc nào cũng được sớm tụ. Trời ơi, con chó nó hại tôi. Bây giờ anh quay trên không à, anh có quay dưới không? Không chờ không hại. Trời ơi, nó đạp cao em Cúc. Sao con kỳ vậy này? Đó nè, cánh chiên nè, qua đây lửa nè. Qua đây lửa nè, dễ thương nè. Chụp hình nè, cánh chiên đi cho chụp hình vui vẻ. Để lên. Không những là dịp Tết mà là sau Tết thì nơi đây cũng là một cái địa điểm vui chơi giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi. Sáng đi làm, chiều tối vô hội chợ chơi, ngồi ăn uống rất là vui. Thích nhậu có nhậu, thích ăn có ăn, thích sắm có sắm, thích chơi có chơi, cái gì cũng có, đặc biệt là BD một rừng luôn nha. Dạ, muốn cái gì cũng được mà BD là nhiều nhất. Em đó anh thích chơi BD. Thích chơi BD hả? Qua chơi bà Hai kìa. Mọi người ơi, em đố mọi người, đặc sản của Đầm Sen Que là gì? Đố mọi người. Trời ơi, chưa gì nói chứ. Đúng rồi đó. Đặc sản của Đầm Sen Que là gì? Đến Đầm Sen Que để làm gì? Để được chơi BD, để được gặp BD thôi. Tại vì trong đây là toàn là BD hết. Không đâu mà đông BD bằng Đầm Sen Que. Dạ. Ai mà chưa thấy BD thì tới đây sẽ thấy BD. Tất cả các loại BD. BD ốm, BD mập, BD nguyên thủy, BD già, BD trẻ, BD xấu, BD trắng, BD đen, BD tóc dài, BD tóc tém, BD tóc ngắn, BD tóc thiệt, BD tóc giả, BD lùn, BD cao, BD vú giả, BD vú thiệt, đó, đầy đủ tất cả các loại BD. BD đẹp, BD xấu, BD vô duyên, BD có duyên luôn. Đó, đầy đủ hết. Ở đâu cũng có luôn nha quý vị nha. Đó thì BD vú thiệt là BD vú thiệt hả? BD vú thiệt là chị Hai Thanh Trần, chị Hai Kim Biên, còn BD vú giả là em. Dạ, vú em là vú giả nha mọi người nha. Dạ, tại vì hỏi sao giả vậy? Dạ, em bơm bằng bánh xe đạp cho nên nó giả nha. Đó, em nhét hai cái cục xe đạp vô, em thổi khí vô, bơm lên cho đầy là thành vú giả. Còn vú chị Hai Thanh Trần là vú thiệt. Hiểu không? Là vú thiệt, BD vú giả là em. Hôm qua mệt chết thì mấy ông nội quay quán nhậu về á, tắt tiếng nữa. Chán ghê. Cưng quay vẫn quay qua quán nhậu không? Chán dễ sợ luôn. Thích coi nhậu ơi. Ờ, bỏ kìa cái clip quán nhậu lên hot ha. Quá trời người coi luôn trời. Nay nhiêu rồi, nãy giờ nhiêu rồi, hồi chiều thấy là đông lắm rồi đó. À, quán nhậu nào? Lúc mà gái Úc ngon á. À, thấy quá trời rồi đó. Đó không, anh đâu thấy quá trời đâu. Trời ơi, nhiều clip, nhiều view hơn mấy cái clip của anh quay rồi đó anh Tâm. Trời ơi, dạo này ông Hưng là view cao lắm nè, anh Tâm bị su rồi, sụm nụ rồi. Dạo này anh Tâm sụm nụ dữ lắm rồi. Ăn ở sao á, kỳ cục. Anh quay xíu 1000 mấy liền á. Ờ, quay khán giả của em giờ lùa rồi. Mấy tiếng rồi. Ông Tâm bây giờ là mất khán giả của em rồi. Tại bỏ em á, bỏ bơ em quá. Quay nhiều quá, quay tùm lum quá mà khán giả lùa đi. Đáng đời. Khang tiếng nữa rồi.
kỳ quá, chắc kiểu này bỏ nhậu luôn quá, quy ẩn giang hồ quá. Thôi em phải uống cái gì vô để chuẩn bị lên hát nè, Tết Tây nè. Không, em đi hỏi rồi, chuyến này em phải đi thu âm hết để em hát có cái nền hát lót, có cái giọng của em nó lót ở dưới cho nó đỡ mệt, hiểu không? Hát đè. Hát đè à? Hát đè hay hát nhép? Hát đè. Hát đè. Hát nhép là xô. Hát nhép á, vừa mở lên cái giọng máy hồi anh nói chuyện cái là bể liền. Hát nhép không có được, ở đây không hát nhép được. Hát nhép là ở đâu hát nhép? Muốn hát nhép là chỉ đến những cái sân khấu mà gọi là hội trường thì hát nhép mới được, tại vì nó kín. Người ta âm thanh dù là thiệt hay là nhép nó như nhau, làm thanh máy. Còn đây sân khấu ngoài trời âm thanh nó bị bể. Tại gì? Ok rồi, lại đây con gái. Trời ơi, dễ thương quá trời. Nhìn vú hả? Trời ơi, thấy nhìn vú rõ kìa. Cái gì kỳ vậy? Trời, cảm ơn con gái nha. Nữa hả? Trời ơi, mất đẹp trai nó lớn rồi, lấy cô Nhi làm vợ nha. Ok, cảm ơn trai. Trời, mốt lớn lấy cô Nhi làm vợ nha. Dê hả? Trời ơi, chơi cái nhà phải không? Mốt cái xấu tôi. Ủa? Trời ơi, mày mới đem biến hình lẹ vậy, nãy thấy nó con ở bên con quà. Trời ơi, nó mới đem biến hình nữa hả? Trời ơi, giống như nó hiện ra cái này tâm linh nha, nói chuyện nghiêm túc nha, hình như bị va nhập đó. Mày á, thiệt. Tao thấy mà lúc này lúc này lúc kia, lúc hận lúc hiện, lúc đàn ông lúc đàn bà, mày bị ma nhập đó, tao nói thiệt. Hôm nay là mày giả lộ em. Sao cái này đâu có chị nó chạy vậy? Tại hôm qua á cưng, bây giờ á nó chạy. Trời ơi, đi đậu giờ cũng tắm rồi mọi người. Tắm nhưng mà là tẩy trang không có hết. Nó còn danh phận là bội nhi bán cái gì kia mở vô phòng tắm. Tại vì còn cái mùi chai hôm qua chị gặp chai á, chị tắm chị sợ bay mất cái mùi chai, cho nên chị phải tắm, không tắm thì giữ ra cái mùi chai. Chai gì đẻ chưa? Đẻ mới đẻ nè. Cái đẻ là mày đó. Mọi người ở đây rất là vui, rất là đông vui, và đặc biệt mọi người cứ yên tâm, tại vì ở đây làm sen que riêng về ban quản lý cũng như tất cả các anh chị em tiểu thương gian hàng luôn là, và tất cả các diễn viên của Hương Nam luôn luôn test định kỳ đó, tức là 3 ngày 4 ngày sẽ test một lần. Cho nên là còn cái vấn đề mà tất cả quý vị là vấn đề tuân thủ quy định 5K, quý vị cứ giữ an toàn cho mình, xịt nước rửa tay thường xuyên cũng như đeo khẩu trang sát khuẩn thì mọi thứ nó sẽ là bảo vệ sức khỏe của mình, dù ở nơi đâu nó cũng là vậy. Tại vì nói chung là toàn không phải riêng Việt Nam hay là tại Thành phố Hồ Chí Minh mà là toàn thế giới đã sống chung với dịch rồi, cho nên là Nhi mong là mọi người sẽ thương yêu ủng hộ đồng hành cùng với Đầm Sen Que cho quý vị nha. Đuối quá à. Thôi đuối, tối nay nhậu nữa đi. Thôi nhậu nhậu, tối nay nhậu mùng 1 mình nhậu đủ 3 mùng. Ờ, ăn Tết 3 mùng, mùng 2, mùng 3 cái mùng 4 cứ làm đám ma luôn. Hay quá. Hai không có nhậu nhiều đâu. Trời ơi, qua anh về anh xỉn ha. Xỉn không? Qua anh uống anh nữa không? Lâu quá không uống, xỉn luôn. Rồi uống nhiều bộ, tôi đâu uống hết đâu vậy. Vô tấp tấp anh không à. Vô cái người này kia uống à, uống 2-3 ly vô chỗ. Vô à? Dạ uống được, thấy ngon. Ngon rồi hả? Mày. Rồi, vô tủ rồi, thấy không? Hồi đó kêu bia thôi, uống có xíu mặt đỏ ngầu đỏ quế không uống được, giờ thèm rồi. Em bây giờ em muốn hết được. Với cái lúc gốc thôi mẹ tắt con xỉn luôn, thọ xỉn luôn á. Uống sản luôn. Ngao ngao lồ luôn. Lâu lâu đón giao thừa, hôm nay cũng ăn mùng 1 nè. Nhưng mà nói gì nói, hôm qua đón giao thừa không có được bắn pháo bông nha. Hôm qua không có được bắn pháo bông. Buồn quá, hôm qua đâu bắn pháo bông được phải không? Tắt tay không bắn pháo bông. Người ta Việt Nam không bắn, đi thành phố không bắn, mà em không được bắn luôn, buồn dễ sợ. Chán ghê, năm nay nghỉ ăn Tết thì gì không ai bắn pháo bông. Buồn, tủi thân. Trời ơi. Trời ơi. Có anh trai nào tráng sĩ nào chưa có vợ vô Đầm Sen Que lấy em làm vợ đi. Vui vẻ nè. Rước em về Vinh luôn, khỏi bán cái gì kim luôn. Lấy em đem nghỉ bán cái gì kim về em làm vợ. Em đem về. Hai ảnh đi sao anh ngó ngó anh nghĩ nghĩa kìa. Khóc chết.
nay cũng đông vui ha, đông hôm qua đó. Hôm nay thấy gì chứ đông hôm qua. Đông hôm qua. Sức cái sức bán của em biết á, em bán là mấy đông hôm qua. Hôm nay cũng bán được ha. Nó gọi là sao, đầu giờ tới giờ là bán là được, gần như là cái phần hôm qua bán nguyên buổi hôm qua rồi đó, gần được bằng cái buổi hôm qua. Còn bây giờ thắng hay thua phụ thuộc cho cái giờ giải lao. Giờ giải lao quốc thêm vốn nữa là phải thắng hay thua. Còn giờ giải lao không khách là coi như thua như hôm qua, vui vẻ luôn. À, bye bye bao nhiêu anh. Mọi người xem clip nhớ nhấn like, subscribe, ủng hộ cho Lô Tô GPT cho quý vị nha.